Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc phát sóng tối nay gồm những nội dung chính như sau. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi. Tổng kết phong trào vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2010-2014. Ra quân tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên địa bàn thành phố. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Niềm vui từ một con đường. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện kế hoạch số 488 ngày 29 tháng 1 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về tổ chức lấy ý kiến nội dung đối với dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc tổ chức hội nghị góp ý về dự thảo của bộ luật này. Với sự tham gia của các vị chức sắc tôn giáo và đại diện tiêu biểu của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, đã tập trung thảo luận, góp ý vào các nội dung trọng tâm, xin ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi như trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự, quyền nhân thân, chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự, không tuân thủ quy định về hình thức sở hữu, thời điểm xác lập quyền sở hữu và các vật quyền khác. Thông qua hội nghị lần này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc hy vọng các vị chức sắc tôn giáo và đại diện của vùng đồng bào thiểu số với uy tín của mình sẽ truyền đạt đến giáo dân, bà con vùng đồng bào dân tộc để bà con kịp thời nắm bắt những thay đổi của luật, sống và làm việc đúng theo hiến pháp và pháp luật của nhà nước. Sáng ngày 8 tháng 4, Công an thành phố tổ chức hội nghị tổng kết phong trào vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2010-2014 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Lê Hoàng Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, Công an thành phố nỗ lực thi đua phấn đấu, đạt nhiều thành tích trong các lĩnh vực công tác. Tỷ lệ số vụ đấu tranh phá án hàng năm đạt trên 90%. Các vụ trọng án, án nóng được khám phá nhanh, tạo bình yên trong dư luận xã hội. Theo báo cáo của Công an thành phố, trong 5 năm qua, đơn vị đã vận động truy bắt 84 đối tượng truy nã, triệt phá 20 băng nhóm tội phạm, trong đó có băng nhóm hoạt động dưới dạng công ty, xác lập 14 chuyên án, bắt xử lý 60 đối tượng, thu hồi 4,6 tỷ tài sản cho người dân, tổ chức bắt 94 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hàng trăm gram heroin, hàng đá, cần sa. Các phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc đã xây dựng được gần 30 mô hình phòng chống tội phạm tại các tổ dân cư với sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, quần chúng đã cung cấp hơn 2.000 nguồn tin, trong đó có hơn 1.000 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác điều tra phá án. Dự hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Hồng Phụng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của Công an thành phố trong phong trào vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, đồng thời yêu cầu lực lượng cần tu giữ rèn luyện đạo đức, phát huy tinh thần phục vụ nhân dân, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội của địa phương trong tình hình hiện nay. Hội nghị cũng đã khen thưởng các cá nhân tập thể điển hình tiên tiến, có nhiều thành tích trong công tác chiến đấu trong 5 năm qua. Công an thành phố vừa kết hợp với ngành giáo dục và đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp đề án phòng chống bạo lực học đường giai đoạn 2010-2015. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trọng Tuấn dự và phát biểu. Sau 5 năm thực hiện đề án công tác phối hợp giữa công an và ngành giáo dục về phòng chống bạo lực học đường giai đoạn 2010-2015, đã góp phần làm giảm những vụ việc nghiêm trọng xảy ra, nâng cao vai trò trách nhiệm của gia đình, học đường và xã hội trong việc giáo dục, hình thành nhân cách cho học sinh. Đã tổ chức thực hiện 280 chuyên đề tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, 65 cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Đồng thời với giáo dục, ngành chức năng còn chú ý đến công tác răn đe giáo dục học sinh cá biệt có hành vi vi phạm pháp luật, theo dõi giúp đỡ giáo dục các trường hợp đặc biệt. Hàng năm, hai ngành công an và giáo dục còn duy trì tốt các mô hình hoạt động như hộp thư góp ý cung cấp những thông tin về hành vi xấu của học sinh để kịp thời có biện pháp ngăn chặn, tổ tư vấn tâm lý để theo dõi giáo dục hành vi, nhận thức giúp các em học tập giải trí lành mạnh, tránh xa môi trường xấu.
Dịp này, hội nghị đã khen thưởng những tập thể cá nhân tiêu biểu thực hiện đề án phòng chống bạo lực học đường giai đoạn 2010-2015 của thành phố. Chiều ngày 8 tháng 4 năm 2015, ông Nguyễn Quốc Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã chủ trì cuộc họp để thông qua kế hoạch cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với hộ ông Vũ Khắc Tiệp, ngụ tại đường Nguyễn Công Trứ Nối Dài, phường 1. Trước đó, ngày 28 tháng 1 năm 2014, Ủy ban Nhân dân phường 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Vũ Khắc Tiệp về lĩnh vực giao thông khi gia đình ông này tự ý xây dựng trái phép lan can, lấn chiếm không gian trên phần đất làm đường đi công cộng. Ngày 12 tháng 2 năm 2014, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc ban hành quyết định xử phạt 17,5 triệu về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đến ngày 27 tháng 5 năm 2014, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã tổ chức đối thoại với ông Vũ Khắc Tiệp, yêu cầu ông Tiệp chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 18 tháng 6 năm 2014. Nhưng đến nay, ông Tiệp vẫn chưa thực hiện, buộc Ủy ban Nhân dân thành phố phải thông qua kế hoạch cưỡng chế nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời răn đe không để những trường hợp khác tương tự xảy ra. Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố cùng các cơ quan đơn vị chức năng đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất quy trình, phương án, phân công lực lượng cưỡng chế trên cơ sở đúng pháp luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản trước, trong và sau khi cưỡng chế. Vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức sơ kết công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động quý 1 năm 2015. Quý 1 năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức triển khai nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, phối hợp tổ chức công tác tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động tích cực học tập nghị quyết Trung ương 9-10, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo. Cũng trong quý 1, Liên đoàn Lao động thành phố đã tiếp và tư vấn 15 lượt công nhân viên chức lao động, nội dung chủ yếu về hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, tiền lương, học nghề thử việc, chế độ khen thưởng, thôi việc, tham gia giải quyết tranh chấp lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mekava Việt Nam, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Kimono Japan về việc chậm trả lương tiền thưởng Tết và nợ bảo hiểm xã hội. Sáng ngày 7 tháng 4, Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Đam Ri và Lộc Nga tổ chức khánh thành khu thực phẩm tươi sống. Khu thực phẩm chợ tươi sống Đam Ri được xây dựng tại thôn 12 do Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm đầu tư 100%. Công trình đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế của Bộ Xây dựng với 24 quầy bán thịt và một khu vực bố trí đủ cho 8 quầy bán cá thủy hải sản. Chợ còn được đầu tư nâng cấp hệ thống cung cấp điện, nước tới từng quầy, sạp, xây mới nhà vệ sinh và hệ thống mương thoát nước, hệ thống xử lý nước thải. Tổng mức đầu tư là hơn 1,8 tỷ đồng. Nhân dịp khánh thành, Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm đã hỗ trợ các hộ tiểu thương đồ bảo hộ lao động. Khu thực phẩm tươi sống chợ Lộc Nga được xây dựng với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng. Công trình bao gồm 18 quầy bán thịt, 6 quầy thủy sản, một khu vực bán rau với tổng diện tích là 281 m². Ngoài ra, dự án còn đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp điện, nước, nhà vệ sinh và hệ thống mương thoát nước và xử lý nước thải. Việc hoàn thành hai công trình trên đã góp phần nâng cao cơ sở hạ tầng, dịch vụ, thương mại ở địa phương, đồng thời có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng, góp phần hoàn thành tiêu chí chợ nông thôn trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại đây. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc phát tại website baoloconline.lamdong.vn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tháng 4 năm 2015 được chọn là tháng cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm, quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Thành phố đã triển khai thực hiện công tác này tại một số trường học. Tuy nhiên, vẫn còn phụ huynh không đội mũ cho trẻ khi tham gia giao thông. Vào khoảng thời gian tan trường, cảnh sát giao thông lại đến các trường tiểu học để tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Mặc dù các bậc phụ huynh đều biết đội mũ bảo hiểm đối với trẻ nhỏ khi tham gia giao thông rất quan trọng và cần thiết vì an toàn của chính mình và trẻ nhỏ. Thế nhưng vì nhiều lý do, người ta lại quên không đội mũ cho con em mình mà không biết rằng đây cũng là một hành vi vi phạm an toàn giao thông.
Nói chung là đội mũ che bảo hiểm cho trẻ nhỏ như vậy thì mình đảm bảo cho em bé nó an toàn. Mình cũng thấy yên tâm, nó tốt. Có cái điều là xưa nay chưa đi vào quy định thì nhiều khi vẫn còn có cha mẹ vẫn có những cái chưa có quan tâm sát sao cho lắm. Và sau cái đợt có quy định như vậy thì chắc chúng tôi cũng phải thay đổi suy nghĩ, hành động của mình. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều phụ huynh luôn tự giác thực hiện việc đội mũ bảo hiểm cho con từ rất lâu và đã trở thành thói quen khi tham gia giao thông. Theo họ, trẻ nhỏ đội mũ bảo hiểm vừa an toàn, vừa che mưa, tránh nắng. Theo kế hoạch, từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 10 tháng 4 năm 2015, đội cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền kiểm tra nhắc nhở. Sau đó sẽ tiến hành kiểm tra xử phạt theo quy định. Chúng tôi tiếp tục là sẽ làm việc với phòng giáo dục Bảo Lộc để mà rồi xong cái văn bản chỉ đạo các trường là tổ chức công tác tuyên truyền đối với các phụ huynh học sinh cam kết đội mũ bảo hiểm đối với con số trẻ em trên 6 tuổi khi coi như chở con em coi như đến trường. Và sau ngày 9 thì chúng tôi tiếp tục là sẽ thực hiện theo kế hoạch coi như của công an tỉnh cũng như thành phố là sẽ tổ chức tuần tra xử lý những trường hợp phụ huynh chở con em trên 6 tuổi mà không đội mũ bảo hiểm ở trên đường. Thiết nghĩ ra quân tuyên truyền nhắc nhở phụ huynh đội mũ bảo hiểm cho con em mình khi đến trường là một trong những việc làm cần thiết và quan trọng nhằm nâng cao chất lượng an toàn giao thông cho học sinh, hình thành thói quen cho các em về văn hóa giao thông ngay từ nhỏ. Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2015, Ban Chỉ huy Quân sự Phường Lộc Sơn đã triển khai đăng ký nghĩa vụ quân sự cho 80 thanh niên tuổi 17 và đăng ký bổ sung cho thanh niên tuổi từ 18 đến 25. Theo đó, nam công dân đủ 17 tuổi và những công dân tuổi từ 18 đến 25 có hộ khẩu thường trú tại phường Lộc Sơn mà chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đều phải đăng ký nghĩa vụ quân sự theo luật định. Ngoài thủ tục kê khai lý lịch, kiểm tra sức khỏe tổng quát, đo chiều cao, cân nặng, đồng thời cấp giấy chứng nhận đã đăng ký nghĩa vụ quân sự. Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, đồng thời làm cơ sở cho việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ chính xác, công bằng. Đối với những trường hợp không chấp hành lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự, Ủy ban dân phường sẽ có biện pháp xử lý theo luật. Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2015, Quỹ Tín dụng Nhân dân phường Lộc Tiến tổ chức Đại hội đại biểu thường niên nhiệm kỳ 2 2015-2019 nhằm đánh giá hoạt động năm 2014 và đề ra phương hướng kinh doanh trong thời gian tới. Sau gần 3 năm hoạt động, Quỹ Tín dụng phường Lộc Tiến với lợi thế gần dân và nắm chắc địa bàn hoạt động nên tình hình hoạt động kinh doanh được duy trì, an toàn và ổn định, được sự đồng tình ủng hộ của khách hàng. Nguồn vốn huy động hàng năm đều tăng trưởng cao. Đến nay, quỹ đã phát triển được gần 1.219 thành viên với tổng nguồn vốn hoạt động đạt gần 108 tỷ đồng, tăng gần 30 tỷ so với năm 2013. Trong đó, vốn huy động đạt 99 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 89 tỷ đồng. Nợ xấu chiếm tỷ lệ dưới 1% trên tổng dư nợ. Với những kết quả đạt được, Quỹ Tín dụng Lộc Tiến đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản về vốn cho mọi thành viên, phục vụ kịp thời các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thương mại và góp phần tích cực trong phát triển kinh tế của địa phương. Cùng với việc thực hiện tốt mục tiêu kinh doanh, Quỹ Tín dụng Lộc Tiến còn thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc khách hàng, giảm bớt các thủ tục nhận tiền gửi cho vay. Thành viên có cổ phần được chi trả cổ tức đúng kỳ hạn, lãi suất cao. Thường xuyên tư vấn tài chính, thông tin thị trường, giới thiệu mô hình sản xuất, làm ăn giỏi để thành viên tham gia học tập rút kinh nghiệm. Tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội. Đại hội đã thông qua nghị quyết với một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục tăng vốn điều lệ, phát triển thành viên, đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi và mở rộng cho vay đến nhiều đối tượng khách hàng. Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2015, Hội Cựu chiến binh thành phố Bảo Lộc tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội cho tặng hội viên cựu chiến binh Lê Văn Phúc, thường trú tại tổ 18 phường Lộc Sơn. Ông Lê Văn Phúc sinh năm 1944, tham gia kháng chiến tại chiến trường miền Tây từ năm 1969 đến 1978, sau đó xuất ngũ, trở về lập nghiệp trên quê hương Bảo Lộc. Hiện nay, gia đình ông thuộc diện hộ cận nghèo, nhà cửa xây dựng tạm bợ, không có khả năng sửa chữa, nâng cấp. Căn nhà khởi công xây tặng ông Phúc có diện tích sử dụng 40m2, tiêu chuẩn nhà cấp 4, tổng kinh phí xây dựng khoảng 50 triệu đồng. Trong đó, Hội Cựu chiến binh thành phố Bảo Lộc hỗ trợ 40 triệu đồng. Nằm trong khuôn khổ chương trình chăm sóc khách hàng doanh nghiệp năm 2015, Vinaphone và VNPT Lâm Đồng tổ chức chương trình chăm sóc khách hàng tại chi nhánh công ty Skyview Việt Nam tại Lâm Đồng.
Chương trình diễn ra với sự tham gia của hơn 500 công nhân hiện đang làm việc tại công ty. Trong đó, Vinaphone đã mang đến cho khách hàng chương trình ca nhạc, hip hop đầy màu sắc cùng nhiều phần quà có giá trị dành tặng cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ. Đặc biệt, nhân dịp phát hành đầu số mới 0911 và 094, Vinaphone cũng đã giới thiệu đến khách hàng nhiều gói cước ưu đãi hấp dẫn kèm quay số 100% trúng thưởng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc. Thưa quý vị và các bạn, trên con đường vừa được rải nhựa, nối liền đường Tri Lăng Bảo Lộc với xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm. Dường như niềm vui của xã viên Hợp tác xã Tân Sơn, phường Lộc Sơn càng thể hiện rõ hơn khi họ nói về mùa mưa năm nay. Con đường này sẽ không còn cảnh ngập nước, nước tràn vào tận nhà dân, có khi lên đến nửa mét như nhiều năm trước. Bà con ở khu vực này đều là xã viên của Hợp tác xã Tân Sơn, với hoạt động chính là sản xuất nông nghiệp. Từ khi Hợp tác xã thay đổi phương thức hoạt động, chuyển giao quyền sử dụng đất cho xã viên tự quản lý, bà con đã đầu tư rất nhiều vào đất, vào vườn để phát triển sản xuất. Ngoài các cây trồng chính là cà phê, trà, cây ăn quả, Hợp tác xã đã tạo điều kiện để xã viên thành lập một tổ hợp tác rau sạch với diện tích trồng khoảng 10 hectare, với đủ các loại rau ăn lá cung ứng cho thị trường Bảo Lộc. Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, tổ rau đã hợp đồng với siêu thị Co-op Bảo Lộc, cung cấp khoảng 3 tạ rau sạch mỗi ngày. Được biết, nguồn rau sạch này hiện đủ để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của siêu thị, chợ, các đầu mối và người dân tại địa bàn thành phố. Tuy nhiên, đầu tư của bà con xã viên vào sản xuất nông nghiệp không đạt được hiệu quả cao nhất, khi việc vận chuyển nông sản gặp rất nhiều khó khăn vì con đường nắng bụi mưa lầy trước đây. Việc đưa con đường liên thôn liên huyện có chiều dài 1,3 km vào sử dụng đã đem lại một bộ mặt mới vùng đất thuần nông này. Hiệu quả của rau sạch thì là đảm bảo cho người sản xuất, đảm bảo cho người tiêu dùng. Chúng tôi cũng đã được cấp giấy chứng nhận rau an toàn, rồi 2014 đã được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp. Trước đây ở tổ xã Tân Sơn là cũng rất nhiệt huyết với lại cái tổ rau chúng tôi. Về giao thông thì tạo điều kiện cho bà con tôi là mở đường. Trước đây chỉ con đường nó chỉ nhỏ thôi, nó chỉ vừa cái xe đạp đắt bộ thôi. Nhưng mà hợp tác xã tạo điều kiện hai đầu của đất của tổ xã và mở thành con đường bây giờ 6-7 mét bây giờ để cho bà con vận chuyển hàng hóa thuận lợi. Được xây dựng theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm với tổng kinh phí là 2,1 tỷ đồng. Trong đó 70% do nhà nước đầu tư, dân đóng góp 720 triệu đồng, chiếm 30% tổng kinh phí. Con đường hoàn thành thể hiện rõ sự đồng thuận của nhân dân khi nhận thức được rằng những con đường giao thông nông thôn thực sự mang lại lợi ích cho chính họ. Trước kia là con đường này là thực tế là con đường này là nó là con đường đất, là khu vực dân sinh tự phát. Cho đến đường mùa nắng thì rất là bụi bặm và mùa mưa thì sình lầy, sự vận chuyển đi lại của bà con rất khó khăn. Cho nên hôm nay là được sự giúp đỡ của bên hợp tác xã cùng bà con và chính quyền nhà nước địa phương xây dựng con đường này để cho bà con thuận tiện đi lại trong công tác sản xuất, cũng là một cuộc sống rất tốt đẹp cho bà con. Có được con đường mới, không thể không nhắc tới vai trò của Hợp tác xã Tân Sơn trong việc cho bà con xã viên vay vốn với lãi suất ưu đãi để đóng góp vốn đối ứng giúp công trình mau hoàn thành và đưa vào sử dụng, từ hoạt động tín dụng nội bộ của Hợp tác xã. Theo đánh giá của chính quyền địa phương, hoạt động của Hợp tác xã góp phần tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo điều kiện cho các hộ xã viên mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, góp phần xóa đói giảm nghèo, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi tại địa phương. Được biết, trong hoạt động của mình, Hợp tác xã còn cung ứng vật tư nông nghiệp, đảm bảo cung cấp cho bà con xã viên cũng như nông dân trong vùng có được nguồn phân bón đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý nhất. Địa bàn của Hợp tác xã là đồi núi nhiều, đi lại rất khó khăn. Nhưng 3 năm qua thì với nỗ lực của nhà nước, cùng với nhân dân, cùng với xã viên, cũng đã nâng cấp được nhiều tuyến đường, mở rộng nhiều tuyến đường, tạo thuận lợi cho xã viên cũng như nhân dân trong địa bàn có cái điều kiện thăm canh và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là trong cái tái canh cây cà phê. Về nhiệm vụ của hợp tác xã trọng tâm trong những năm tới thì cũng
cố gắng tiếp tục là vận động sinh viên tiếp tục cùng với nhân dân là mở rộng hơn nữa về cái giao thông nông thôn, và thứ hai nữa là đối với hợp tác xã là cái cung ứng vật tư giống cây trồng chất lượng cao, nhất là vật tư là đảm bảo được cái chất lượng và theo cái yêu cầu của cây trồng. Giao thông đóng vai trò hết sức quan trọng với đời sống người dân. Vì vậy, những con đường nhựa hóa đã thực sự làm thay đổi bộ mặt nông thôn và đem lại niềm vui thực sự cho những người nông dân. Hy vọng sẽ có nhiều hơn những con đường giao thông nông thôn góp phần thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền sản xuất nông nghiệp, hoàn thiện công cuộc xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc xin được kết thúc tại đây. Để theo dõi lại nội dung chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập website baoloconline.lamdong.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.